Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Và như vậy là chúng ta đã kết thúc hai phiên giao dịch sau một kỳ nghỉ lễ tương đối là dài. Và hai phiên giao dịch vừa qua thì nói chung là nhìn về mặt góc độ kỹ thuật thì tất cả những cái nội dung được cùng Lê truyền tải ở trên bản tin video tuần số 175 thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp, bởi vì chỉ có hai phiên nên tín hiệu giao dịch của các cái nhóm ngành gần như nó không có thay đổi nhiều. Và trong bản tin tuần này thì Hùng Lê chỉ dành thời gian để chúng ta phân tích hai cái nội dung khá là cơ bản như sau thôi. Thì phần thứ nhất thì chúng ta sẽ cập nhật lại một số các cái nhóm ngành. Hùng thấy rằng là trong hai phiên giao dịch qua nó có một số các cái tín hiệu kỹ thuật gồm có nhóm ngành mía đường, nhóm ngành thép và nhóm ngành chứng khoán. Đó là ba cái nhóm ngành Hùng sẽ cập nhật lại ở trong bản tin tuần này. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ có một vài cái đánh giá cái bộ ba tham số chung của thị trường ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo, chính là tuần từ ngày mùng 8 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023. Và lưu ý với tất cả các anh chị em đó là tất cả những cái bản tin, những cái quan điểm phân tích của cá nhân trên trên video trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng là quan điểm cá nhân. Chính vì vậy nên là các anh chị em chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem và chúng ta tham khảo những cái nguồn thông tin khác nữa để chúng ta có thêm rất nhiều những cái nguồn kiến thức để chúng ta tổng hợp lại trước khi mà chúng ta có những cái quyết định đầu tư. Thì hiện tại là nhóm ngành mía đường thì các anh chị em nắm được rồi. Trong cái thời gian vừa qua thì nhóm ngành này đã tăng rất là tốt và những cái điểm mua thì nó cũng đã khá là hợp lý, và thậm chí là những mã cổ phiếu thì đã đạt được những cái target rất là tốt. Và hiện tại thì giá mía đường trong tuần vừa qua có một cái sự sụt giảm nhẹ và đang có xu hướng quay trở lại, thì nó cũng dễ hiểu thôi. Điều này thì nó cũng sẽ giúp cho các cái cổ phiếu của nhóm ngành mía đường nó sẽ có cái sự chỉnh cung ở trong một cái thời gian ngắn. Đối với FPT thì chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì FPT gần như nó cũng đã đạt được cái target kỹ thuật ở 17.5 đến khoảng vùng 18, và sau đó thì nó bắt đầu có một nhịp chỉnh cung ở đây. Và cái nhịp chỉnh cung dự kiến thì cũng đã có phân tích ở vùng 16 đến khoảng vùng 16.3. Đây là cái vùng rơi dự kiến của FPT. Và trong phiên ngày hôm nay thì FPT đã có một cây nến lấp lại ở vùng 16.3 tương đối là đẹp. Nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật thì khả năng tuần tới thì FPT sẽ có thêm cái điểm tích lũy ở quanh vùng 16 đến khoảng vùng 16.3 trước khi mà nó tiếp tục dồn lực để tiếp tục đánh lại cái vùng cản kỹ thuật 17.5 đến vùng 18. LSF cũng đã có một nhịp tăng cực kỳ tốt, và đối với LSF thì Hùng cũng đã phân tích ở những cái vùng kỹ thuật ở vùng 7.1 và vùng 8. Sau đó thì chúng ta có target ở vùng 10, target ở vùng 11, và trong 2 tuần vừa qua thì LSF cũng đang vòng quanh ở quanh vùng 11, có một cái sự chỉnh cung. Đấy là cái sự chỉnh cung rất là bình thường. Và trong phiên ngày hôm nay thì LSF đã tăng kịch trần và nó lấy lại được ở cái biên 11 cộng. Như vậy tín hiệu kỹ thuật trong ngắn hạn là khá là tốt. Khả năng tuần tới thì LSF sẽ quay trở lại vùng 1.5 đến khoảng vùng 12, và sau cái vùng này thì nó có xu hướng, tức là vì LSF đã tăng từ vùng 7 mà lên được tận vùng 12, tức là nó đã có một cái target kỹ thuật rất là lớn rồi, nên có thể ở cái nhịp này thì tạo lập nó sẽ phải kéo xả một thời gian để nó rũ hết tất cả những cái lượng nhà đầu tư còn đeo bám, hoặc là những anh chị em cần chốt lời thì họ sẽ chốt, và sau đó thì chúng ta sẽ quan sát thêm các cái tín hiệu cầu để chúng ta phân tích tiếp. QNS cũng là một mã cổ phiếu cũng tương đối là tốt, và trong cái phân tích kỹ thuật thì gần như QNS cũng đã hoàn thành vùng target mục tiêu ở vùng 41.5 đến vùng 42. Sau đó thì nó tiếp tục có những cái điểm test cung lại ở quanh vùng 41 đến vùng 41 à 41.5 đến khoảng vùng 42, nó không thủng. Và ở phiên ngày hôm nay thì lực cầu tiếp tục quay trở lại trên 500.000 cổ phiếu trên phiên hôm nay. Nhìn lực cầu này là tương đối là tốt. Với xu hướng hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhắm lại cái target kỹ thuật của QNS về quanh vùng 45 đến vùng 46. Đây là cái vùng mà target kỹ thuật của QNS. Cái nhóm ngành thứ hai đó là nhóm thép. Thì trong phiên giao dịch của ngày hôm nay thì nhóm thép cũng đã có một số các cái tín hiệu kỹ thuật gọi là tạm ổn. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì các anh chị biết rồi là giá thép thế giới hiện tại thì đang giảm rất là sâu, và cái chu trình giảm đó của giá thép thì hiện tại nó chưa kết thúc và khả năng sẽ test lại ở ngưỡng khoảng 3.500, nhớ không nhầm mình vậy. Thì đối với Hòa Phát á, là cái xu hướng chỉnh cung thì trong bản tin phân tích tuần 175 thì chúng ta đã dự chỉnh cái vùng cung kỹ thuật là 21.4 và đóng cửa tuần ở 21.45. Như vậy là nó cũng khá sát với cái vùng dự báo. Khả năng thì tuần tới thì Hòa Phát sẽ còn thêm ở những cái điểm test cung kỹ thuật ở quanh vùng 21 đến khoảng vùng 21.3, và lực cầu nó cần phải được cải thiện. Lực cầu của nó sẽ cần phải được cải thiện ở đâu đó xấp xỉ khoảng tầm 25 đến khoảng tầm 30 triệu cổ phiếu trên một phiên. Nam Kim
Nam Kim thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Chúng ta đã có dự báo cái xu hướng của Nam Kim là nó sẽ quay trở lại test cung ở quanh vùng 14.3, và các anh chị nhìn thấy là hai cái nến của cái tuần giao dịch sau kỳ nghỉ lễ thì Nam Kim đã test lại vùng 14.3 và có những cái điểm rút chân lên, đóng cửa vùng 14.5. Nhìn cái xu hướng thì khá là ổn hơn rồi. Bởi vì tín hiệu đường MACD sau một cái thời gian nó chỉnh đỏ và nó đã bắt đầu diện, các anh chị nhìn đây, nó bắt đầu có cái tín hiệu kỹ thuật là xanh trở lại ở đây. Thì đấy là một cái tín hiệu rất là quan trọng để giúp cho cổ phiếu có cái khả năng phục hồi. Còn nó phục hồi như thế nào thì chúng ta sẽ cần thêm cái dữ liệu tuần ở trong tuần tới. Ví dụ như tuần tới mà cái lực cầu nó vào khỏe và chúng ta xuất hiện một cái cây nến, nó xuất hiện một cây nến xanh, nó đè lại được ở vùng 15 cộng ở đây, thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật rất là tốt để giúp cho những anh chị em mà đang cầm cổ phiếu Nam Kim thì chúng ta có thể mở cân mua, mua thêm để có thể cái xu hướng kỳ vọng đó là gì, nó lại phục hồi lại ở vùng 16 đến khoảng vùng 16.5, đó là xu hướng phục hồi kỳ vọng trong ngắn hạn. Cổ phiếu Hoa Sen cũng hoàn toàn tương tự. Đối với Hoa Sen thì sau một cái nhịp mà nó tăng lên ở đây thì cái xu hướng kỹ thuật là nó sẽ quay trở lại test ở vùng 15.3. Và tuần này thì nó cũng có hai cái nến test ở vùng 15.3 và đóng cửa 15.55, như vậy là cũng khá sát với dự báo. Ở trên góc độ kỹ thuật thì tất cả các mã cổ phiếu của nhóm thép là nó đang từ tín hiệu từ đường MACD ở đỏ và chuyển sang xanh. Đây là những cái tín hiệu đầu tiên để chúng ta kỳ vọng có thể nhóm thép có một cái cơ sở phục hồi trong ngắn hạn, thì đấy là một tín hiệu kỹ thuật khá là tốt. Và tuần tới thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta xem những cái tín hiệu để xem thử là nó đánh lại ở quanh vùng 16 như thế nào, và ngắn hạn thì tín hiệu của Hoa Sen đang tương đối là ổn. VGS nó cũng không có gì cả. Ở đây ở vùng quanh vùng 12.2 thì chúng ta có thể thu gom và lên đến vùng 13.5 đến vùng 14, nó là vùng mà kháng cự, thì anh chị có thể canh để chúng ta chốt. Đối với nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là nhóm ngành chứng khoán ở trong cái thời điểm hiện tại nó là nó đang phân hóa theo cái xu hướng, đó là đối với những mã cổ phiếu có tính cơ bản cao thì nó đã tăng tốt ở trong nhịp vừa qua, và nó bắt đầu xây nền, và những cái mã cổ phiếu đó thì nó bắt đầu đi theo trend tuần, và khi đi theo trend tuần á, thì nó sẽ phải chỉnh giảm và tích lũy theo tuần, chứ nó không thể chỉnh giảm và tích lũy theo ngày được. Thì đấy là cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai mình có phân tích bổ sung thêm cho các anh chị, đó là trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta chú ý thêm một số các cái mã cổ phiếu vốn hóa thấp và nó cái tính đầu cơ của nó cao, thì bây giờ dòng tiền đang tập trung để đánh cái những cái em này đó. Ví dụ như mã cổ phiếu SBS thì ngày hôm nay cũng đã tăng khá là tốt, thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích cái nhóm ngành chứng khoán. Thì nhóm thứ nhất đó là nhóm đã tăng rồi và nó đang đi theo trend tuần, và cái nhóm cổ phiếu khá là cơ bản của cái nhóm anh này thì chúng ta sẽ đi phân tích. Đối với VCI đây các anh chị, đối với VCI thì chúng ta thấy rằng là đây nó đã có một cái phân kỳ giảm trong ngắn hạn, và đương nhiên khi VCI tiệm cận lại khoảng vùng 33-34 đây sẽ là những cái vùng kháng cự rất là mạnh đó, và nó cần phải vượt qua. Và ngắn hạn thì nó cũng đã xuất hiện được một cái lực phục hồi kỹ thuật, và theo cái quan điểm của Hùng là lực phục hồi kỹ thuật này thì nó đánh được khoảng tầm 32.5 đến khoảng vùng 33. Trong phiên ngày hôm qua thì suýt soát đánh 33, phiên ngày hôm nay thì nó lấp lại một phần. Như vậy về tín hiệu kỹ thuật của VCI, khả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục kiểm tra lại vùng 31.5. Đó, nó cần nghỉ ngơi và tích lũy lấy đà một nhịp ở đây nữa, rồi có thể khi đó thì cái tín hiệu đường MACD nó mới bắt đầu chuyển xanh được và nó có những cái tín hiệu tích cực hơn. Đối với SSI thì ở đây nó cũng đã có một lực phục hồi, trong phiên ngày hôm qua tăng khá là tốt và phiên ngày hôm nay thì nó bắt đầu trả lại gap. Thì đương nhiên nó cũng dễ hiểu thôi, vùng 21.8 đến vùng 22 ở đây này. Khi mà chúng ta nói đến bản tin tuần video số 175 thì đã nói rồi, đây là cái vùng cản kỹ thuật. Thì thông thường đây các anh chị, đó, thông thường khi mà chạm về đây thì nó sẽ có một cái sự hồi lại đó, thì như vậy là khả năng tuần tới thì nó sẽ kiểm tra lại ở khoảng quanh vùng 21 đến khoảng vùng 21.5. Đối với HCM ở đây chúng ta nhìn thấy là nó cũng đã có một cái lực phục hồi, và như vậy khi nó sẽ tiệm cận ở đây này, cái điểm phục hồi nó sẽ tiệm cận ở khoảng quanh vùng 25.5, và khi gặp cái điểm này á thì bao giờ nó cũng vậy, nó kháng cự mà, nên là nó sẽ có một cái điểm hồi lại nhả lại. Thì phiên ngày hôm nay chính là một phiên mà điểm nhả kỹ thuật của nhóm ngành chứng khoán. Như vậy ở đây trong ngắn hạn thì tuần tới đây các anh chị có thể chúng ta có thể ke lại. Đó, có thể nó sẽ test lại cái mút ở dưới này, tức là khoảng quanh vùng 24.8 các anh chị. VND, mọi người bảo VND khá là nặng mông. Ok, đúng rồi, trong cái giai đoạn hiện tại thì nó cũng chưa có quá nhiều các cái
tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta có được một cái lợi nhuận tối ưu. Và cũng như phân tích dự báo thôi, VND sẽ có một cái lực phục hồi, và lực phục hồi này thì nó sẽ tiệm cận là khoảng quanh vùng 15 15.3, và sau đó nó sẽ có một cái nhịp test lại. Phiên ngày hôm nay chính là một nhịp test lại, và tuần tới thì khả năng nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 14.7. Chúng ta sẽ quan sát thêm ở cái điểm này. Còn cái điểm sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán ở đây là đây ở vùng 14.3 đến khoảng vùng 14.5. Đây là hai cái vùng dự báo mà khả năng thì cổ phiếu này có thể quay trở lại test cung kỹ thuật ở đây. Ngắn hạn ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là tín hiệu đường MACD cũng đang chưa 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 được tốt lắm, chưa được tối ưu lắm, nên là có gì thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm. SHS ở đây thì cũng nhìn thấy rằng là trong cái nhịp mà dự báo về cái khả năng mà cổ phiếu này sẽ quay trở lại ở cái những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật thì ở sẽ vùng 96 đến khoảng vùng 98. Và hiện tại qua những cái tuần giao dịch vừa qua, đó thậm chí là trong tuần trước thì nó cũng nháy về vùng 9.6 và sau đó thì nó đang rút chân lên. Thì cái điểm rút chân này nó đang có lực phục hồi, thì đương nhiên cái lực phục hồi này nó lại quay trở lại cái vùng vùng cản ở đây. Đây là vùng cản kỹ thuật được các anh chị. Ở vùng 10.3 đến vùng 10.5 đó là vùng cản kỹ thuật của SHS, nên nó cái xu hướng chung ngày hôm nay thì thị trường nó đánh cũng không có mạnh, nên khả năng tuần tới nó sẽ có những cái điểm test nhẹ lại quanh 10. Thì về quan điểm kỹ thuật là gì, chúng ta sẽ kê những vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta có thể cân đo đong đếm, và những cái vùng kháng cự ở đây thì các anh chị có thể bán chốt một phần. Vì sao? Bởi vì SHS á, cái vùng mua chúng ta đã phân tích những cái vùng mua khá là thấp ở quanh vùng 8 đến khoảng vùng 8.5. Đây là những cái target kỹ thuật hỗ trợ để chúng ta mua rồi, và hiện tại thì cũng đang đưa cái target kỹ thuật đầu tiên, đó là vùng 10.5 là vùng kháng cự, và đây là vùng kháng cự dài. Chính vậy nên là cổ phiếu sẽ cần thời gian. Cổ phiếu MBS cũng đánh khá là tốt ở trong nhịp vừa qua, và trong nhịp vừa qua thì MBS cũng đã có những cái điểm chỉnh cung ở đây. Nói chung là hai cây nến của tuần giao dịch mới thì gần như nó không test về lại vùng 16, mà nó đang bắt đầu có cái xu hướng nhô lên ở vùng kháng cự 18 đến vùng 18.5. Thì các anh chị lưu ý đây là vùng kháng cự, và khi về cổ phiếu về đến vùng kháng cự thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị chúng ta có thể chốt bớt để khi cổ phiếu chỉnh cung chúng ta có thể canh thu gom thêm. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu gọi là pen đi, nó mang tính bé một tí. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến AGR và VX. AGR thì đã phân tích tương đối là sớm, khá là sớm, khi mà cổ phiếu này bắt đầu có những cái diện nó có những cái điểm đánh break, và nó đánh break vào vùng 8.4, thì lúc đó cũng đã có những cái khuyến nghị đấy là gia tăng tỷ trọng với một tầm nhìn trung hạn của AGR, bởi vì cái lịch sử mà AGR nó đánh cực kỳ sung và cực kỳ sốc chứ không phải là đơn giản đâu. Và sau khi mà nó hoàn thành được cái vùng target 11.2 đến vùng 12 đây này, thì nó bắt đầu có những cái điểm gì ạ? Những cái điểm test lại cung kỹ thuật ở quanh vùng 11 đến vùng 11.2. Đấy, và cây nến của tuần cũ thì nó cũng chỉ test ở quanh đây thôi, quanh 11.2, 11.5. Trong phiên tiếp theo của phiên giao dịch tuần mới thì nó cũng test về vùng 11.5, sau đó nó kéo tăng kịch trần. Và phiên ngày hôm nay là một cây test tương đối là đẹp. Đó, cây test tương đối đẹp. Như vậy nó test lại ở vùng 11.8 là 1/2. Đó. Nó giữ được như này là cực đẹp. Đó. Và phiên giao dịch của tuần tới nếu như nó tiếp tục cái gì ạ, tích lũy ở trên vùng 11.8 đến khoảng vùng 12, thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm. Và hiện tại thì cũng đang ngắm cái target kỹ thuật của cổ phiếu AGR ở quanh vùng 3.5. Còn nếu như chúng ta xét ở trên sàn kỹ thuật tuần á, thì cũng đã mô phỏng một cái đường đi, khi mà nó về đến đây thì nó sẽ gì ạ, nó sẽ tích lũy, và vùng tích lũy của nó là vùng 11 đến vùng 11.3 ở trên sàn kỹ thuật tuần. Tích lũy thành công ở vùng này thì nó sẽ tiếp tục công vùng 13.3, 14, 15 đây. Đó. Thậm chí là nhịp này AGR nếu chúng ta nhìn ở trên một cái chart kỹ thuật dài thì AGR hoàn toàn có thể cán target kỹ thuật ở vùng 19.5 đến vùng 20. Tuy nhiên vùng này chúng ta chưa tính, chúng ta tính từ từ, tính từng bước một, đó, không có gì vội vàng. Tiếp theo là cái mã cổ phiếu VX, là một mã cổ phiếu cực kỳ yêu thích và cũng khuyến nghị với anh chị em rất là nhiều lần rồi. Khi mà nó bên này cũng anh chị, khi mà nó về đến vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, vùng 6.85, vùng 7 ở đây, đó là cái vùng mà các anh chị thu gom. Nhịp này thì cũng đang hướng target kỹ thuật ở quanh vùng 8.2, thì nhịp 1 nó đạt được, sau đó nó chỉnh cung, và những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật thì cũng đã dò lại vùng 7.45. Dò lại vùng 7.45 và biên 7.7 đến biên 7.9, đó là những cái target kỹ thuật trong cái vùng hỗ trợ để giúp cho các anh chị đang cầm chúng ta thu gom. Hai cây nến khởi động của tháng 5 thì cực kỳ là đẹp các anh chị. Lực cầu nó đánh phiên này nó đánh trên 30 triệu cổ phiếu, còn phiên này là 24 triệu cổ phiếu. Vâng, rất khỏe luôn, rất khỏe. Và hiện tại ở đây thì VX với xu hướng này thì VX sẽ tiếp tục ngắm về cái vùng kháng cự cuối cùng.
cái vùng kháng cự cuối cùng ở trong nhịp này đó là vùng 9.3, và khi chạm về vùng này và sau đó nó có một cái nhịp chỉnh cung và nó test lại cái đường trên của cái biên 8.7 đây, tích lũy thành công thì như vậy là VX sẽ cũng bắt đầu vào một cái diện một cái xu hướng tăng tốt và dài ở sau này. Như vậy đấy là ở những cái thời khắc khó khăn nhất, những cái thời điểm tích lũy và những cái điểm hỗ trợ thì đã được phân tích ở trong một cái chiều dài rất là dài các anh chị. Tiếp theo đó là mã cổ phiếu SBS. Cái tính cơ bản của con này thì nó cũng không được cho happy lắm đúng không ạ? Bởi vì là sao? Bởi vì có quý lỗ, quý lãi. Tuy nhiên đã xét về những cái yếu tố về mặt tạo lập, mặt kỹ thuật thì ở đây là vùng 5.7 đến vùng 5.8 đã phân tích cho các anh chị cực kỳ kỹ rồi. Và tuần này thì chính thức là nó đã phá vỡ cái trần nhà, đó là vùng 6.3 đến vùng 6.5. Và sau khi phá vỡ xong cái nóc trần nhà này thì nó sẽ có xu hướng, nó sẽ có xu hướng test lại cái trần nhà này. Và nếu như nó test thành công, nó test thành công và khả năng cao thì thành công thôi, bởi vì là tiền đầu cơ nó vào rồi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái target kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 8 đến khoảng vùng 8.5. Nhịp này là ổn và khi về đến vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích tiếp mã cổ phiếu APS. Đối với con APS này này, các anh chị lưu ý là chúng ta không nên đua xanh, bởi vì cái thằng này nó đánh rất là kỳ dị luôn, nó đánh rất là kỳ dị. Nhưng ít nhất là tuần này thì nó có một cái yếu tố kỹ thuật mà cực kỳ ok. Sau một cái đoạn mông nó có báo với các anh chị là vùng 11.7 đến khoảng vùng 12, các anh chị thu gom. Đây, nó đánh hai nhịp lượn lên rồi nó hạ xuống và nhịp này cây nến ngày hôm qua khá là tốt và cây nến ngày hôm nay nó test trên vùng 14 cộng, như vậy là cực kỳ happy, cực kỳ khỏe. Như vậy thì có thể là chúng ta sẽ tiếp tục thu gom lại cổ phiếu này ở quanh vùng 14. Đó, tuần tới khả năng sẽ có ở quanh vùng 14 hoặc thậm chí là nó có thể nhún qua một tí tẹo dưới này. Tức là khoảng vùng 13.8 đến vùng 14, đó là những cái vùng gì ạ? Những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt. Và sau đó thì APS sẽ dự phóng với cái đường đi của APS là nó sẽ tiếp tục tăng. Trên chart kỹ thuật tuần thì như Hùng đã vẽ cho anh chị rồi. Đây, mô phỏng một cái xu hướng sau một đoạn này APS nó đánh đấy các anh chị, và đoạn này cũng như vậy thôi, bắt đầu nó hình thành một cái uptrend ngắn ở đây và nó sẽ dần dần, ví dụ nó công vùng 15, sau đó nó công vùng 18, break vùng 18 rồi thì nó sẽ lên được đến khoảng vùng 20-22, bay được vùng 22 thì khi đó nó sẽ thẳng tiến về target 30. Tức là cứ từ từ, chúng ta cũng không thể vội được và cũng sẽ căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật để phân tích đó, các cái điểm mua thì các anh chị chủ động tham khảo anh chị nhé. Tất cả những cái phân tích này là tham khảo. ORS hiện tại cũng đang tương đối là hay, và ở đây á thì nó cũng đang có được một cái, theo quan điểm cùng ở đây này, nó đang cũng đang tạo được một cái phân kỳ ở đây khá là hay và ở quanh vùng 12-12.3. Như vậy là trong tuần này thì nó tiếp tục có cái điểm 12.3 và đồng thời ở đây nó có điểm kháng cự 13.8. Thì ngắn hạn á thì cái điểm mua thì đã khuyến nghị rồi và các anh chị có thể túc tắc nhặt khi mà nó có những cái gì đấy, ví dụ đây khi mà có những cái điểm mà trong phiên nó đạp về kênh đó, đạp về kênh xu hướng thì chúng ta có thể canh thu gom, và sau đó thì chúng ta hiện tại thì chúng ta sẽ chờ đợi là cổ phiếu này sẽ đánh vượt thoát vùng 13.8, và khi bay được cái vùng 13.8 rồi thì lúc đó chúng ta sẽ ngắm lên target khoảng vùng 16 đến vùng 7.5. và cũng hoàn toàn tương tự như vậy ở trên chart kỹ thuật tuần đây các anh chị, về lịch sử tạo lập của ORS cũng đánh rất là hay, và như vậy nhịp này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng những cái cơ sở khi mà nó xây dựng đủ nền ở quanh vùng 14.5, khoảng vùng 15 đây thì nó sẽ break cái cản 16.5, và khi nó break được cái cản đó thì khi đó cũng sẽ có một cái trend kỹ thuật rất là tuyệt vời. VDS cũng hoàn toàn tương tự như vậy, các anh chị nhìn cái tính tạo lập của VDS, nó đánh từ 4 lên đến tận vùng 28 và sau đó thì nó chỉnh, và nhịp này thì nó cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật mà có thể giúp cho chúng ta định lượng những cái xu hướng về mặt kỹ thuật của nó. Thì ở đây á thì nó đang có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật lại đây này, đang dự kiến ở khoảng vùng 9.6 đến vùng 9.8 và quanh 10, như vậy là nó chỉ có đến vùng 10 thôi, thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị gì ạ, chúng ta có thể thu gom túc tắc từ từ đó, con này cũng không vội được, và khi mà nó chỉnh nó đạp về những cái vùng kênh xu hướng đó, thường thường là như vậy, nó sẽ đạp về những cái vùng kênh xu hướng ở đây thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta túc tắc vừa thu gom vừa ngắm nghía đó, và trong trường hợp nếu như nó tích lũy thành công vùng 96 vùng 10 và sau đó lực cầu lại tiếp tục đó, lực cầu của con này mà nó có đánh đều khoảng tầm độ 1,5 triệu đến khoảng tầm độ 2 triệu cổ phiếu trên một phiên là ok đó. VDS ngoài ra thì nhóm ngành chứng khoán nó còn có một số các cái mã cổ phiếu ASS gì đó, ASS à, hình như cũng như vậy, ASS này
AS à. Đó, ví dụ AS cũng như vậy thì các anh chị nhìn ra đây, cái tính tạo lập của thằng AS này cũng cũng khá là tốt, tuy nhiên là cái cổ phiếu này thì cũng không lựa chọn. Đó, thì hiện tại bây giờ nó cũng đang xây này, nó đang xây nền 11, như vậy thì chúng ta có thể ke ở vùng 10.7. Đó, hoặc là đây này, 10.5. Đó, 10.5 đến khoảng vùng 11, 10.5 đến khoảng quanh vùng 11. Đây. Đó thì là sẽ là những cái vùng gì ạ? Sẽ là những cái vùng có mục tiêu rất là tích cực, đúng không? Của chúng ta. Đấy. Nó kéo lên thì bao giờ nó như vậy, nó sẽ có những cái nhịp rũ lại, và những cái nhịp rũ lại này để giúp cho tạo lập người ta rũ bỏ hết những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám, và đồng thời thì họ tăng tích lũy thêm các cái vị thế ở trong cái quá trình mà kéo cổ phiếu đi. Và nhìn về mặt cái con AS này thì nó đánh cũng khá là tươm, nói chung là ngắn ngắn thì nó sẽ khoảng quanh vùng 15. Đó, còn xa xa hơn thì có thể ngắm đến vùng 20 21, đó tạm thời như vậy. Ok, còn lại tất cả những cái nhóm ngành khác thì các anh chị các cái nhóm ngành khác thì các anh chị chúng ta sẽ chú ý là chúng ta sẽ bám sát thêm ở trong cái bản tin phân tích tuần video số 175. Đồng thời với những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị chúng ta quan tâm mà chưa được phân tích ở trên bản tin tuần thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần, thì ông Lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái câu hỏi của các anh chị. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ nhìn nhận lại, đánh giá lại trong hai phiên giao dịch tuần vừa qua, thì ông cũng đã chuẩn bị một cái bản tin khá là ngắn. Thì trên cái góc độ kỹ thuật đó, thì chúng ta sẽ ngắm đến những cái điểm test kỹ thuật của chỉ số thị trường. Đầu tiên ví dụ VN30 thì chúng ta sẽ test lại vùng 1045, và sau đó thì nó sẽ lấp lại vùng 1040 đến khoảng quanh vùng 1042. Phái sinh thì dự kiến nó sẽ kiểm tra ở vùng 1038 đến 1040, và sâu hơn thì sẽ tính toán ở vùng 1033 đến 1034. Thì chúng ta cùng nhìn lại trong hai phiên giao dịch vừa qua. Đầu tiên đối với chỉ số VN30. Thì đối với chỉ số VN30 đây chính là phiên giao dịch của ngày thứ năm đây các anh chị, bắt đầu đây. Thì đầu tiên trong phiên giao dịch đó nó test lại 1045 và nó phục hồi, và sau đó nó test lại tiếp 1045 và nó bị thất bại ở vùng 1045, thì nó sẽ đi về 1040. Và khi nó bị thất bại ở vùng 1040 rồi thì nó sẽ xu hướng kỹ thuật là nó sẽ đi về vùng 1033 đến 1033 đến khoảng vùng 1035 ở đây các anh chị. Đây thì như vậy là xu hướng ngắn hạn ở đây trong tuần, thì đến phiên giao dịch kết tuần thì chỉ số này đã quay trở lại kiểm tra ở vùng 1034 1035 ở đây. Đối với chỉ số phái sinh chúng ta còn nhìn lại ở trong tuần vừa qua. Đó, trong tuần vừa qua thì điểm đầu tiên nó cũng sẽ test lại ở quanh vùng 1038. Và khi vùng 1038 này, ok, khi vùng 1038 này nó bị thất bại đây thì nó sẽ quay trở lại vùng 103 1033 đến khoảng vùng 1034. Và khi vùng 1033 1034 nó bị thất bại thì cái xu hướng nó sẽ kéo lại về cái điểm sâu hơn, đó là vùng 1027 đến 1030. Kết tuần thì chỉ số này đóng ở vùng 1033.5, tức là nó khá sát với cái hỗ trợ tuần, nói chung là nó đấy 1033 đó, nó khá sát với cái hỗ trợ tuần ở đây. Còn đối với chỉ số index chúng ta cũng có đánh giá lại là nó sẽ lấp lại ở quanh vùng 1045 và sau đó thì vùng 1040 để nó lấp lại gap tăng ở trước đó. Thì chúng ta cùng nhìn lại chỉ số VN index ở trong tuần vừa qua. Đây, đối với index ở trong tuần vừa qua thì chúng ta nhìn thấy rằng đây nó bắt đầu có gì, nó bắt đầu có một cái điểm test kỹ thuật ở quanh 1045 ở đây, sau đó thì nó tiếp tục lấp lại ở vùng 1040 và điểm sâu nhất trong tuần thì nó lấp về khoảng vùng quanh vùng 1037 đến 1038. Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy ở đây, đây là một cái tín hiệu kỹ thuật mà diện nó bắt đầu có cái sự chỉnh giảm trở lại, đó chỉnh giảm trở lại, và index của chúng ta thì đang trượt ở trên cái kênh xu hướng này, và chúng ta sẽ tuần tới thì chúng ta sẽ bám sát thêm những cái tín hiệu kỹ thuật ở của index ở quanh ở vùng 1037 1038, và có thể nếu như nó trượt thì nó sẽ trượt theo kênh này, thì có thể xuôi lại ở đây. Index thì đây cái đáy mà cái điểm đáy kỹ thuật ở trong tuần trước đó, chúng ta nói ở vùng 1027 1028 và 1030. Và trong trường hợp nếu như ở đây mà chúng ta thấy rằng là nó xuất hiện một cây nến đỏ và nó bị đè gãy cái vùng 1037 ở đây thì khả năng là nó sẽ xuống ở quanh vùng 034 1032, tại vì hiện tại là đó, index thì chúng ta đang bị trượt như này. Và chính vì bị trượt như này nên là chúng ta sẽ chờ đợi thêm các cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Nhìn chung nếu như sau khi mà nó tích lũy thành công và nó vượt thoát lại được ở khoảng quanh vùng 1044 đến khoảng vùng 1045 thì đây sẽ là cái tín hiệu kỹ thuật mà tích cực, và
tại thời điểm đó thì chúng ta sẽ căn cứ cái tín hiệu dòng tiền của cả thị trường để chúng ta có thể tham gia thêm vị thế. Còn đối với chỉ số VN30, nhìn như thế này, phiên ngày hôm nay thì nó có thời điểm nó đã kéo lên được trên 1040, nhưng mà kết phiên thì nó bị lùi lại. Chính vì điểm lùi này nên khả năng là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới thì nó sẽ tiếp tục quay trở lại ở khoảng quanh vùng 1033 đến khoảng vùng 1035. Đó, xu hướng nó sẽ kiểm tra lại vùng này. Và đối với VN30 cũng như vậy, trong ngắn hạn thì nó cũng đang có một cái đường trượt. Đó, đường trượt này thì khả năng là về mặt về kênh xu hướng thì nó cũng sẽ tiếp tục chạm các cái điểm hỗ trợ dưới và sau đó nó bật lên. Còn đối với chỉ số phái sinh tuần tới, nhìn chung là hai phiên giao dịch của đầu tháng 5 thì nó chủ đạo là nó đang quay trở lại test cung, nên cái xu hướng chủ đạo của phái sinh tuần tới thì nó cũng sẽ tiếp tục test điểm test kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 1032, và điểm test sâu hơn thì chúng ta cũng sẽ phải tính toán ở vùng 1027 đến 1030. Đây chính là cái điểm hỗ trợ dưới, và căn cứ cái tín hiệu test cung kỹ thuật của phái sinh thì cũng sẽ dự báo thêm được một cái phần xu hướng của thị trường cơ sở. Và trong trường hợp nếu như mà phái sinh của chúng ta vẫn giữ được ở trên cái biên kỹ thuật 1027 đến khoảng 1030 là tích cực, nhưng trong trường hợp nếu bị phá vỡ cái vùng 1027 đến vùng 1030 thì chúng ta sẽ lưu tâm. Ở trong cái thời điểm hiện tại có một cái vấn đề, đó là chúng ta thấy rằng là chỉ số Dow Jones hiện tại là đang bị rơi trước những cái thông tin là Fed tăng lãi suất, và nó có một số các cái dự báo về khả năng nguy cơ vỡ nợ của thị trường tài chính của Mỹ. Tất nhiên là đó là những cảnh báo thôi, chứ còn cái việc mà để mà Mỹ vỡ nợ thì như thế thì coi như là cả thế giới nó sẽ quang tèo, nên là chắc chắn là nó sẽ không để cái câu chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên đó là một cái thông tin xấu, và chính cái thông tin xấu đó nên là Dow Jones khả năng sẽ quay trở lại vùng 32.500 đến khoảng 32.800, và xu hướng ở trong tuần tới thì nó sẽ quay trở lại để nó test và nó kiểm tra lại, định vị lại ở vùng này. Còn nhìn ở trên cái biểu đồ chỉ số index này thì chúng ta thấy rằng là sau một cái nhịp mà index đã phục hồi lên ở được quanh vùng 1050 đến khoảng 052 thì cây nến của ngày hôm qua là tương đối xấu, và cây nến ngày hôm nay thì nó xuất hiện một cây nến doji, và sau một cây doji đó thì nó cần một cây nến hammer để nó xác nhận lại toàn bộ cái xu hướng của cả thị trường. Ở trong ngắn hạn ở đây thì nhìn ở trên chart kỹ thuật ngày ở vùng 1040 đến vùng 1043, đó là một cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật, và bắt buộc index của chúng ta sẽ phải vượt thoát lại ở vùng 1050 đến khoảng vùng 1052. Thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta sẽ cần quan sát ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Ok, bản tin tuần này thì chúng ta chỉ ngắn gọn và chúng ta chỉ tóm lược lại như vậy thôi. Còn với những mã cổ phiếu chưa được phân tích và các anh chị quan tâm, chúng ta có thể comment ở dưới dòng thời gian bản tin tuần, cũng sẽ có những câu trả lời ở những cái góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất dành cho các anh chị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản tin tiếp theo.